Trứng gà nổ. Thấy bà Đào, thấy anh Công để đường vô. Mẹ đang làm cái gì vậy? Nhiêu đường đi. Này là 200g đường nè. Nhưng mà mình sẽ chia ra bên tương một phần nửa phải không? Mỗi cái phần nửa phải không? Mình tính làm số lượng là 3:1 á. Em đánh cho miếng pha bột đi. Đánh cho vậy lên ha. Này giống như cái kiểu làm cái lan cái gì đấy. Cũng tự tự. Nước cốt đi. Khoảng nhiều nước cốt đi. Nước cốt này thì mình nhắm chừng đó. Nhưng mà cỡ hơn cỡ 2 lon à. Mình sẽ chọn một gạo ra. Phân nửa một gạo. Cái này mình không cà nữa sao đấy. Mình chọn thì mà mình nghiền cái mình ấy mà mình ngay lại. Mình ngay lại nó. Còn ăn vẫn thì hay luộc á. Được cho nó mịn đó. Mình sẽ chế sữa ra đi. Sữa nè. Cái này anh phải có cái khuôn kẹp mới được. Chứ bên bảnh là làm giống như Lý đâu làm được. Bánh lan thì làm bình thường rồi. Bình thường ta cũng ít để sữa này đó. Tại vì mình thơm, để vô cho nó thơm. Đi khuyến cho phù. Tại vì hạt hồi cắt mình làm bán. Để sữa vô thêm nó thơm. Hổng là ngày làm được nhiêu bọc nữa. Ngày làm như tính ra thì tính bọc thì bọc 10.000 thì cũng làm ngày có chục ngoài à. Đi làm từ sáng chiều không ạ? Không, làm cũng mau. Mình quậy này rồi mình đổ thì đổ cũng thấy mau á. Bên kia này mấy đứa nhỏ rồi không thấy. Nó đi học chưa có về. Cái này về chưa 5 giờ có không? Cái này chắc về à. Nó về có cái tắm rửa đặt bụng không biết đâu chạy qua. Tại đâu có hẹn trước đâu. Thường thường mình làm ngay chủ nhật á thì hoặc là lễ á thì có mấy đứa nhỏ. Mà mình lấy rồi hồi cái mình được rồi. Cái này nếu lấy nhắm chừng đổ khoảng được nhiêu cái ước lượng nhiều á. Thường thường mình đổ một cái bánh. Cái bánh này mình đổ nó ít xỉu ha bột qua. Ở bên bánh thì là bánh bông lan á là không có bột gạo nha. Bông lan thì thường là bột tằng với bột bì ngang. Bột mì. Mà chịu khó đánh như vậy ra nó ngon như vậy. Chạm vô chạm. Không sao vàng nữa con. À. Đây mình đánh một nồi nó sẽ được như vậy. Và mình sẽ cho thêm nước sữa tươi.
mấy người người ta bán ở chợ đó, người ta không có cho sữa tư, ố không có cho sữa đặc này với sữa tư đâu. Cho thêm là mặn là không có lời. Nếu như mà cho thêm cái này là phải là bán hơi mắc một chút, nhưng mà giờ người ta cạnh tranh với đó. Bán ngon nhưng mà giá vẫn rẻ đúng không? Ngon nhưng mà phải rẻ, vậy thì mình không có lời. Cho cái phần giò cái lò vô quấn lên. Ừ, mà phần mình giò lò vô đây. À, mình kim nhưng mà đừng lỡ thì mình cao thêm nữa. Em cho món pani vô đây. Cho pani vô đây. Này là pani nha các bạn. Nãy vô nó cho bánh nó thơm. Mè này để hết luôn hay sao đấy? Ừ, để nhiều thì nó còn. Đây là mè. Mè này thì đã rang sẵn rồi. Giờ phải đào cho vô nha. Cho đất hay đâu, đất nha. Đây đây Giang, đây Giang đây. Cho mè vô. Mình cho mè đen vô nè các bạn, nó sẽ có cái màu đẹp đẹp như gì nè. Đường đi. Xong rồi con, đường xong rồi mình cho rồi. Mình quậy lên giờ chuẩn bị mình không đổ. Trái sữa. Mình ăn trái hết rồi. Con muốn uống hết luôn. Con muốn sữa hả? Sữa này con phải pha mới được. Thế nào? Mình có uống được. Hả? Mình có uống được luôn. Dạ. Chiếc này mình thay dầu mình làm nha. Chiếc dầu lên hả? Mình chiếc dầu đừng có cho nó dính á. Khuôn quá đẹp luôn á. Khuôn có hình bông hoa đẹp á. Em tưởng là phải chán nhiều cái khuôn chứ. Nhưng gì nào mình kẹp vào là nó sẽ ấy tự tự nó chen luôn đúng không? Ừ, tự nó chen. Mình đảo qua, mình trở về lại tại vì nó cho nó chín đều quá. Cái khuôn đẹp quá. Cái khuôn này chắc là có hai cái giờ mẹ em mua đó. Ừ. Đâu đó mẹ mua cho. Thưởng này lấy mua thì mua đâu? Ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên hả? Ừ, chỗ khu người ta bán khuôn bánh bông lan rồi khuôn cũng bánh kẹp đồ này kia đó sẽ có cố lên chứ thử người lần em đi mua cái đồ làm bánh bông lan đó cái hay thế á. Ừ. Mua khó mua quá à, nó mất đặt á. Ở khuôn vuông á, lấy khuôn vuông làm bánh bông lan cuộn á, cái khớp á. À. Mà đi giáp ở trên chợ đó đâu có bán hả? Nhiều khi người ta để ở trong nhà thì mình không thấy á. Mèo. Mình muốn mua cái mình hỏi nhiều khi người ta có cái ta đem ra. Mẹ chuẩn bị có bánh ăn rồi kìa. Đó. Rồi, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Cái bánh đầu tiên đã ra được ra là đây, này là ống tre. Lấy ống tre mình cuộn lại phải không? Gọi là bánh ống cuốn hả? Bánh cuốn. Bánh chập cuốn, đây là cuốn nè. Đừng thường thường kêu bánh chập cuốn, đây là cuốn nè đó. Ôi nhìn hấp dẫn quá đi ơi. Cái này đổ chắc lâu lắm á, một thao bột này mình đổ. Mình đổ lâu lắm thì ăn thấy nó có hơn, mình tính ra là một muỗng này hơn muỗng này một tí nè. Nhưng mà để được một cái bánh kẹp. Đây là cái bánh kẹp cuốn Lý đã làm xong rồi nè các bạn. Giờ em sẽ thưởng thức. Giờ mời các bạn thưởng thức cái bánh đầu tiên ra lò nha. Giờ mình phải kéo ra vậy nè. Ôi nóng hổi rồi Lý ơi. Thử nha. Trời ơi thơm chịu không nổi luôn á. Cười. Giờ mình thử nha các bạn. Mời các bạn cùng thử với mình nha. Đã đây của con đây, phần này của con.
giòn ha. Nó rất là giòn. À, thơm nè, cái mùi thơm của trứng và nước cốt dừa. Độ ngọt thì nó rất là vừa ăn. sắp cười Giang. Nói chung là bánh này ăn cái độ nó vừa phải. Điền con. Cái bánh này ăn nó độ nó vừa phải, rất là ngon luôn nha các bạn. Các bạn hãy, nếu mà muốn ăn cái loại bánh này thì nhớ lại nhà Lý nha. Nhà Lý làm cho các bạn cùng thưởng thức nha. Rất là dễ làm luôn. Nóng nó còn chút xíu đi. Hạn với Giang nè. À, giòn gụm luôn. Có cái mùi mè đó các bạn. Ăn nó trúng cái mùi mè á, nó thơm dữ lắm luôn. Cái này bánh này mình để trong bao lâu được Lý? Mình nếu mà mình để cũng cũng hơi lâu á. 10 bữa rồi. Mình bỏ trong keo á, trong hộp á, mình để kín lại á. Anh nghĩ là bột này phải đánh lên chứ. Đánh mình đánh lên cho nó đều đó, nãy là mình đánh cũng hơi lâu. Cho nó đều lên. Nó vừa ăn biết rồi, nó không có ngọt. Tại vì mình làm này mình không, ôi mình không có cho ngọt không. Ngọt quá cái mình dễ ngán á. Tại cái này có dính ăn vô nó dính cái mùi mè á. Rất là thơm nha. Lại chứ sao không, nãy mình đã thường thường mà người ta làm là 300g bột, 300g đường. Còn mình bớt lại 100g là tại vì là mình thêm sữa á. Mình thêm sữa đó rồi sữa nó sẽ ngọt. Sữa nó sẽ ngọt á. Vậy nè mình ấy lại gì nè là nó mới ở trong là nó mới ấy ra, nó mới bự cái bánh. Này chắc này mình thử cái tấu luôn á. Vừa mình vừa cuốn á, vừa ăn á. Mới đem ra nó rất là giòn. Mà sau khi mình làm xong nó vẫn còn độ giòn thì mình để vô cái bọc đó mình bảo quản, đừng có cho nó mềm. Ngày mai mình vẫn còn ăn được. Nhưng mà cảm giác để vừa làm mà vừa ăn như thế này rất là thích luôn. Nè thêm cái nữa đi. Cái này là giúp đỡ tăng cân. Cái này dỗ béo quá vậy nè. Dạ dỗ béo. Đi ăn thử sản phẩm của mình đi. Cái này mình cuốn hơi bự. Người ta bán ra, ta sẽ cuốn cái bánh nó hơi nhỏ hơn. Tại vì cái ống này hơi bự hơn. Thơm ha. Thơm lắm. Cái màu vani ha, nhất là mùi mè, sữa tươi nè. Rồi nước cốt dừa, rồi sữa đặc nữa. Nhưng mà đã thấy đứa đi lễ nhưng mà nó vẫn vừa ăn. Tại mình bớt đường lại á. Cho nếu như mình đã sữa mà mình đường theo cái tiêu chuẩn của nó á, là tiêu chuẩn của người ta làm bán á, là nó sẽ ngọt hơn á. Nhưng mà không thích ngọt, nước nó lớn thì ngọt, ngọt quá ăn mau ngán á. Với lại đường nhiều quá ăn cũng không tốt. Giờ nhiều người á, người ta ăn đường hạn chế. Nhiều người bị bệnh về đường huyết quá trời. Thử nhiên miếng nữa nha. Tại vì thấy nó ngon quá. Béo ha. Béo lấy nha. Tại vì nước cốt dừa còn sữa nữa. Nó béo. Mà không có thứ nhỏ để ăn ha. Đi học rồi. Đi học thì chắc này chắc cũng về, mà về rồi nó tắm rửa nó ăn cơm rồi đó. Giòn gụm không? Béo ngậy luôn các bạn ơi, mùi vị thơm béo lắm. Bắt hàng chạy luôn rồi đi. Ba ăn chơi. Ăn chơi trường ăn bao lâu rồi? Ăn cũng 7-8 năm rồi. Mình mới về tới giờ. Ăn cưới mình là ba ăn cơm tới giờ. Cái này là thử. Cái này là nó đều ha. Ừ. Còn mấy cái nhỏ thì nó hơi nhỏ, nó không có đều ha. Nóng quá. Tao lát ăn mình thử một cái thôi. Qua đi lại học toàn lý làm. Ngồi ăn. Ông nãy cho tiền. Con không có lấy tiền của ông nội. Ông nội già rồi không có mặn ra tiền. Trả ông nội đi. Qua xin tiền cái gì ông nội cho đó. Này mình sẽ thoa dầu lên bánh nha các bạn.
chèn ở ngoài cho nha. Giờ mình dở nha, coi chín nha. Thôi vàng vàng chút xíu được không lấy? Mình chở qua đây, chở bài đó qua cho nó vàng đi anh. Tại đó, nữa. Vàng đều quá nó mới... Cảm ơn nghe chị. Dạ. Vàng đều quá nó mới giòn ha. Ừ. Cái này thêm than vô quá. Cái thịt của em á, con mũi nó thích lắm. Mà mỗi lần em bị chích á, là nó nổi như một cái lóng tay vậy đó. Nó bự đúng lên vậy đó. Kỳ lên, dạ. Cái nữa nó thâm đen rồi. Đúng rồi. Cho nên em sợ, em sợ bị mũi chích. Đi lấy đây. Mình lấy cái dao ra mình thử. Mình chặn xuống luôn đi, chặn xuống. Được rồi đó, em lấy được rồi đó. Ôi, nhìn cũng hấp dẫn quá đi. Chưa quen lắm. Từ từ rồi quen. Cái bánh của mình nó hơi bự nha. Này. Xem cái nào. Ôi da, nóng như này. Cầm đầu này nè, đầu này là đầu ấy nè. Để chưa có quen. Ừ, đúng rồi, chưa quen thì nó hơi lỏng cộng một chút. Mình sao đây nó mềm, nó dẻo hơn ha. Không, nó dẻo vậy đó mà hồi mình quấn lên là nó giòn đó. Vậy hả? Người làm người phụ. Tài để cho chắc tài. Không sao, mình quán phải hơi nhanh mới được nên chắc là nó giòn rồi nè. Nó giòn là mình cuốn nó không có vô quá. Nhưng mà nhìn cũng được phải không? Còn dở quá. Đúng rồi, ngon. Rồi, cái thứ hai đi. Cái thứ hai mà chắc làm chục cái mới nhận gì. Nó sẽ đều với lại cái bánh. Giờ bánh Lý cũng đổ được một mớ rồi. Giờ mình sẽ ăn với mấy đứa cháu của Lý. Giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Mới được có mấy cái à. Ăn nữa hả Lý? Nãy giờ ăn cũng nhiều Lý. Không được. Phải là được mấy cái đâu mà gà nghiền uống hết chứ. Còn mấy cái. Tại còn vì mấy cái. Có con mèo nó gọi nó ghĩa hết rồi. Ngon dịp. Món bánh này thật sự rất hấp dẫn nha các bạn. Mà nãy giờ Ly đổ cái nào thì nó bị mất hết cái đó rồi, không biết sao nữa. Trời mới ngồi mấy người bẹp luôn, đâu ai cũng ngồi bẹp luôn. Ham vui chứ gì chứ, ăn có nhiều nhưng chỉ ham vui. Chị cầm cái bánh từ trước trời. Cầm cá một trời, cầm cái đúng dành. Họ sẽ nghiệp dành luôn rồi. Lộn. Không biết cái bánh này là của ai đó. Cho thầy xíu tùm đi. Thằng nào thắng thì ta lấy. Đó tới nè. Thầm mày là lấy xong nước nè. Ăn này ăn xong nước nè. Mưa, cứ vào xong rất là dễ, xong rồi vào xong rồi nếu mà xong rồi xong cái gì đó rồi rồi xong rồi à chúng ta lấy cho con ê bạn các bạn ta sai rồi sai
rồi. Em làm lại từ đầu không? Chưa. Ngàn trái lành vui. Chưa. Món bánh đi làm thật sự rất là ngon, béo, thơm. Nếu các bạn thấy thích cái món bánh kẹp cuốn này thì nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video clip mới nhất nha các bạn. Xin chúc các cô chú và anh chị và các bạn xem rất vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye. 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 Bye.